Là tránh hương thiếu à. Món này chủ yếu là ăn cái gốc đó, rồi nó anh dục hết trơn gốc, anh chữa lá lại xong. Dễ gì vậy? Cái này mình sẽ muốn biết cái mai mất về cho nhỏ của con nha các bạn. Trời trời trời, Trời, đã với ta. chứ làm sao mình học luôn phụ nếp chứ, mình phải có vợ, sau này mình có vợ mình lo cho vợ được mất chứ. Gà này mình chủ yếu là mình trụng cho nó vừa chín tới, cái nhất cái hai nữa là lúc nãy mình để muối cộng á, cho nó xả bớt những cái chất bảo quản thực phẩm ở trong. Mình cũng đâu biết được là tại vì chân này chân gà công nghiệp mà, có ăn cái phần gốc hơn các bạn, gốc hành thì nó sẽ ngọt hơn. Đây là chén nước chấm của tụi mình. Bữa giờ công việc cũng khá là bận rộn nha mọi người. Hôm nay trên đường đi làm về thì mình có thấy được mớ chân gà này cũng khá là ngon, đẹp, trắng tươi luôn nha mọi người. Thì mình quyết định là hốt nó đem về chạy riết qua đây rủ anh Năm xuống để mà chuẩn bị món ăn đơn giản bắt miệng chút xíu để mà lai rai tối nay. Thì món gì thì mời các bạn cùng vô bếp để mà tí nữa theo dõi tụi mình làm mới biết được mình nha. thấy xin anh mua về cho mình mới hành, mình không biết xin anh làm món gì, bữa nay mình sẽ vô biết các bạn làm theo xin anh nha, để các bạn vô để mình nha. Giờ Bây mình giờ sẽ mình vô bắt bếp. đầu mình sơ chế trước bằng chân gà nha mọi người. Móng dài cho nên mình cắt tỉa lại, không sơn móng được nha. Đó, mình làm móng giống như là làm neo vậy đó, cắt tỉa. Ủa sao có con có ba cái chân, có con bốn cái ta, Ok có ít móng hơn mình ăn ít tiền chút. vậy. Mất mất nắm lại ít tỷ chút xíu chứ. Nói chung thì bận rộn quá cũng không có nhiều thời gian để mà đi chợ đi búa, nên bữa nay nhìn thấy cái này coi mình nghĩ chắc cũng làm được món. Này mình sẽ lập thành nữa rồi, mình để mình tỉa hết mớ gốc rồi nên mình lập sẵn nữa Tính ra thì cũng tham gia YouTube này cũng tập tành được đâu cũng vài tháng rồi, thời gian trôi qua nhanh thiệt, rồi nhanh chứ. mà cũng cố gắng biết đâu hy vọng ngày nào đó được bà con các bạn ủng hộ thương tình. Bây giờ hiện tại clip của tụi mình nhận được rất là ít tương tác nha mọi người, nói chung cái đó cũng là một cái sự khởi đầu mà mình hy vọng là mai mốt mọi người sẽ ủng hộ tụi mình nhiều hơn, tương tác comment vô cho tụi mình nhiều món độc lạ Bình Dương Bình Định gì đó. Tụi mình nấu cũng coi như là phát triển cái tay nghề, mai mốt mình có gia đình mình có thể phụ được gia đình. Ui, cái này thành công dữ các bạn. Mình lập để lại chút nha. Mình mấy cái đầu. Cái này là cái đống neo nè, Đống neo đâu mà dữ vậy? nó có bốn móng nè, còn gái tới năm móng nữa, anh so sánh sao mà nó dữ. Rồi mình cũng xong giai đoạn một sơ chế nha mọi người. Bây giờ mình lấy một tí nước. Rồi thì mình cũng lấy miếng nước mình bắt lên cho nó, chờ nó lên sôi tim nha mọi người. Vừa sôi khoảng 6-70 độ gì đó. Rồi mình hả hả chân gà vô sau. Còn trong thời gian đó thì mình đi rửa lại chân gà thêm một lần nữa nha mọi người. Rồi bữa nay Thành ra anh mua quá nhiều rồi. Nên bữa nay anh về anh nhiều mấy rồi nè các bạn. Quá giờ hành nhiều rồi. Cố gắng anh hành nhiều vô. Anh có sức khỏe. Có hai thằng mà anh Năm đòi ăn hết trơn mới hành này, chắc tối nay khó ngủ dữ à. Dạ, cái này khó đủ thiệt đó. Nó phải nên nên tới đi ăn không? Thôi Đừng đòi ngủ chung em là được à. không có đâu. Đâu có dễ vậy. Mình phải xa đôi tay nhau ra. Không sao là không được.
Nước của mình bắt đầu sôi nhẹ rồi nha mọi người, mình sẽ thả chân vô. Mình không dám đổ một lần là tại vì mình sợ nước nó bắn văng lên trên mặt anh Năm á mọi người. Cái dễ gì văng qua mình em được. Nước mình cũng lường sắp sắp vừa ướt cái chân gà thôi chứ mình cũng không có nhiều ăn chấm cho nó nấu lâu tốn ga thôi chứ không gì. Trong thời gian thì mình chờ cho chân gà nó chín, mình sẽ tiến hành mình lột một hai bếp tỏi trước để một tí nữa mình phi đi nha mọi người. Chắc cỡ này là vừa đó. Thường thì người ta băm tỏi nhuyễn nhưng mà mình thấy mình để tỏi nó to to chút xíu gì mình phi nó vàng lên nó sẽ thơm hơn. Rồi cái này mình đã lột hành xong nha các bạn, mình sẽ đi rửa hành này nha. Rồi để mình nhanh lột chân gà đi. Chân gà này chủ yếu là mình trụng cho nó vừa chín tới, cái nhất cái hai nữa là lúc nãy mình để muối trong á cho nó xả bớt những cái chất bảo quản thực phẩm ở trong á. Mình cũng đâu biết được là tại vì chân này chân gà công nghiệp mà. Mày thấy cái nước ngon quá không ấy, mình đổ cái chân gà mình bỏ mình lấy nước mình nấu canh làm món khác á anh Năm. Trời ơi mày bỏ giùm chơi. Trời nói chơi cái nước này là không có dùng được nha mọi người. Mình chỉ dùng nó để giống như là tẩy rửa thêm một lần nữa cho nó sạch hoàn toàn cái chân của mình. Mình đã rửa xong rồi các bạn, mình sẽ sắc hành nha mọi người. Mình cũng không ngờ là anh Năm biết lột hành nha mọi người. Hành không biết lột nữa chết luôn rồi. Ai biết càng nhiều càng tốt anh ơi. Biết gì rồi, anh để góc bên. Biết gì cho vợ làm tiếp vợ chứ. Ta nói ở đợi vợ nhờ đó. Ừ. Cái này mình cũng ở quê nó cũng đơn giản các bạn. Cuộc sống này cũng nhẹ lắm, nhưng mà không có như vậy với thành phố đâu. Phố cũng lập đậu, khó chịu lắm. Nó ở đây cũng đơn giản lắm. Ấm bình thường. Bây giờ thì chân gà của mình cũng chín rồi đó mọi người. Đó, mình tắt bếp nha. Rồi mình đem ra. Nó nở ra dữ nè. Nhìn giống cái chân gà gì đông tảo rồi đó. Trời ơi, nhìn thấy muốn đợt rồi các bạn ơi. Thấy mất hàng không? Ây da, anh cạp trước đi, em đỡ tốn tiền bột ngọt, đường, muối tiêu. Chứ sao anh nhìn luộc dây nó mất hàng nữa rồi. Các bạn ơi, cái mồi này ngon quá các bạn ơi. Tối nay mình phải xin với siêu danh luôn. Ép ngay mới được. Tới ông chị siêu danh luôn nè. Em còn gán em trốn về dưới má nghe. Không má la đó. Sao mà được chứ tôi. Dạ. Nãy giờ mình sắp nhiều hành lắm rồi các bạn. Rồi đã một thau luôn nè. Quá giờ nhiều hành rồi các bạn ơi. Ăn này chắc ngủ không được đó các bạn ơi. Chắc rồi đó. À. Nhìn cũng hấp dẫn lắm nha mọi người. Quá hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Mình hoàn thành bước thứ hai. Mình chuẩn bị tới bước thứ ba nha mọi người. Mình sẽ dùng một ít dầu để mà phi tỏi cho nó thơm. Chưa đâu Năm, chưa có gì đâu hử, bỏ tỏi vô nó mới thơm được, ngồi xa xa ra mới được. Chảo nhân nguy hiểm lắm. Chảo mà nó nóng rồi thì mình để dầu vô nó sẽ nhanh sôi hơn. Muốn cho tỏi nó vàng á thì mình sẽ để im như nè, mình không có xào liền đó. Rồi xong rồi chút xíu mình mới bắt đầu mình xào thì nó sẽ vàng hơn so với là mình xào liên tục. Anh Năm né né chút xíu anh Năm. Rồi né mới được. Để chút nữa anh ăn chân gà né. Nóng nha anh. Để anh kiếm cho anh cái dụng cụ làm mát. Cái này mình xào sơ sơ lại. Nóng nè. Anh Năm đảo đều cho em đi. Quá là
Bây giờ mình nêm nếm nha mọi người. Nhìn nữa nha là cái muỗng bữa hổm mình ăn cắp của mấy đứa nhỏ ăn chua chua cho nên nó hơi nhỏ nha các bạn. Hôm nay có hành cho nên mình để nhiều bột ngọt chút xíu cho anh Năm mau quên người yêu cũ nha. Có người yêu cũ nào quên? Đúng có nghệ đâu mà có người yêu cũ đâu. Cố tình mình để ít muối ăn, mình nêm thêm miếng nước mắm nha các bạn để tạo ra cái mùi thơm. Ai thích ăn thơm đậm đà chút xíu thì mình để nhiều nhiều chút. Nghe mùi thơm rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái phần gốc hành mình để vô trước nha các bạn. Nhưng mà cũng tương đối chứ mình không có lựa ra kỹ lắm. Mình lấy gốc hành này mình để vô trước để cho cái gốc hành nó ấm với lại nó lâu xẹp hơn đó mọi người. Thế màu đẹp quá ta. Màu đẹp thế. Tới chừng nào mà mình thấy đầy cái chảo thì mình bắt đầu ngưng lại nha các bạn. Nhiều màu có màu mè đó, thấy hấp dẫn rồi đó. Má màu có màu đấy. Ơi hấp dẫn quá các bạn ơi. Món này bữa nay xin danh làm món này ngon quá. Nhắn quá. Nhắn quá các bạn ơi. Đó, thích chưa? Cái này cái món của mình thành gà núp hành rồi nghe các bạn. Đó, hành không à. Cái này không thấy cái được cái mà gà, các bạn cứ yên tâm đi, chút xíu nữa nó xẹp xuống à. Thôi, người ta công phu người ta mới chọn được xuống dưới anh giúp cho lên. Rồi. Đó, xuống lên. Giả bộ mình xào mạnh mạnh cái nó văng ra bớt hả? Mà không biết văng hành hay là văng gà đây. Rồi, thôi, đó, mình chờ chút xíu cho nó xẹp xuống bớt. Cuối cùng thì nó cũng chín rồi nghe các bạn. À, chủ yếu là mình nấu nãy giờ cho nó chín hành chứ còn gà thì nó chín nãy giờ không? Mình xách ra. Mình sợ nó dính cái đít dĩa cho nên là mình để hành ở dưới trước. Cái phần lá hành thì chắc cũng không ăn nhiều luôn nha các bạn. Mình chủ yếu là lựa phần gốc mình ăn. Gốc hành rất là ngọt, với lại tốt cho sức khỏe mình nghe nói vậy đó. Nhất là những người bị viêm cánh á, ăn hành vô là nó sẽ bán mùi. Cuối cùng thì tụi mình cũng hoàn thành món này rồi nghe các bạn. Chân gà xào hành. Chắc này mới tiết lộ. Chào các bạn nha. Hôm nay mình đi làm về, mình thấy anh em khu mới dôi đang làm cái món chân gà xào hành. Mình cũng ghé vô mình thưởng thức nha các bạn. Đây, bây giờ anh mời em trước. Đó. Dạ dạ. Tiên khách hậu gia. Ăn hành nhiều đi em, tối thức chung với anh Năm. Ok anh. Còn phần này của anh Năm. Anh Năm là phải ăn cho hết cái dĩa hành này luôn nha các bạn. Anh ơi. Công của anh sắt mà. Cảm ơn nha. Rồi, ăn cái phần gốc hơn các bạn. Gốc hành thì nó sẽ ngọt hơn. Đây là chén nước chấm của tụi mình. Đây, các bạn nha. Chân gà sao rồi các bạn nha. Anh gấp nha em, chân gà bự quá. Ấy da, ấy da, ấy da. Có chân thổ địa quốc mất tiêu nha. Rồi, rồi. Được rồi các bạn. Để các bạn với mình nha. Mời các bạn nha. Chân gà này nó khá mềm các bạn ạ. Nhưng mà rất là dễ ăn. Rồi, có thêm miếng hành nữa. Thì cái món này nó cũng béo béo, giòn giòn, mềm mềm. Nói chung là khá là dễ ăn nha các bạn. Bình thường thì thấy cũng có rất là nhiều món ăn. Món đặc biệt nổi tiếng mà mình biết là chân gà xả tắc. Mà được.